Xin chào các bạn nha. Mình chúc các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha. Tràn đầy niềm vui nha. Ok các bạn ơi. Thì mình mới đi chợ về ha. Ok, mình thấy gà nó mới ra rất là ngon ha. Đó, cho nên mình có mua con gà. Nó thì mình mua con gà này á, thì bữa nay mình sẽ nấu coi như là gà lá giang ha. Đó, cho các bạn xem chơi cho vui ha. Lẩu gà lá giang. Đó. Đây là con gà mình mới mua ha. Rồi mình sẽ làm nó sạch sẽ ngay bây giờ. Còn đây là cà nha các bạn. Ha. Còn đây là lá giang. Mình có mua 3 bịch lá giang. Ha. Đó. Đó, 3 bịch lá giang. Đó, ha. Rồi đây. Để các bạn mình phải cần thêm một cái củ hành lớn ha các bạn. Đó, rồi một cái lon súp gà lớn. Đó, đó là lon súp gà lớn ha. Nấu với gà với lại súp gà nó cho nó ngon nha các bạn ha, cho nó tê tái luôn. Đó thì ok, mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó. Thì bây giờ cái con gà mình đã làm sạch sẽ ha. Rồi mình xả nó ra rồi. Ok, thì các bạn xả con gà ra xong rồi ha, sạch sẽ rồi ha. Thì bây giờ các bạn bắt giùm cho mình một cái nồi nước sôi lên ha. Đây là một cái nồi nước mà mình bắt từ hồi nãy giờ ha. Bây giờ nó đã sôi rồi. Khi nó sôi các bạn bỏ vô một miếng muối ha, cho nó tan muối ra, cho nó sôi xong xuôi đàng hoàng rồi các bạn bỏ gà này vô trụng thêm một lần nữa cho nó sạch giùm cho mình ha. Nó rồi cho bạn cho thêm một miếng rượu, nó coi như là sạch sẽ tối đa nha các bạn. Rồi bây giờ nước nó sôi rồi, bây giờ các bạn bỏ gà vô trụng cho nó sạch thêm một lần nữa. Đó, ha, coi như là làm gà ha, rửa muối rửa đồ. Ok các bạn ơi, thì bây giờ á, là gà ha, là các bạn trụng sơ xong xuôi đàng hoàng ha. Rồi các bạn đem ra các bạn rửa lên một lần nữa ha, là cho nó sạch triệt để luôn. Đó, là ok ha. Xong rồi các bạn bắt giùm cho mình một cái chảo dầu lên. Rồi các bạn khử giùm cho mình là củ hành. Hành ha. Hành với lại tỏi ha các bạn. Hai thứ. Đó, đây là gà là mình đã trụng rồi ha. Trụng rồi đem ra rửa lại một lần nữa cho nó sạch sẽ luôn. Nó sạch sẽ là trên hết, nấu nó mới ngon được nha các bạn. Thì bây giờ các bạn thử hành nó thơm rồi ha. Hành với tỏi nó thơm rồi. Bây giờ các bạn bỏ gà vô xào giùm cho mình. Đó, ok, bây giờ các bạn ha, xào, xào nhiều lên. Xong rồi các bạn nêm giùm cho mình luôn. Đây là muối. Đây là đường. Còn đây là bột súp gà, bột nêm súp gà nha các bạn. Đó, các bạn trộn đều lên. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn nêm nếm rồi ha. Đó, thì bây giờ các bạn xào qua xào lại ha, cho nó thấm gia vị vô. Thì bây giờ các bạn xào gà nó thấm xong xuôi đàng hoàng, các bạn nhắc xuống ha. Rồi các bạn bắt giùm cho mình một cái nồi nước sôi lên. Các bạn bỏ vô giùm cho mình một cái củ hành với lại dằn một miếng muối. Rồi các bạn bỏ vô giùm cho mình hai cục đường phèn ha. Ok, xong rồi thì là các bạn chuẩn bị khui cái lon nước súp gà. Nấu con gà rồi mà nấu thêm một lon nước súp gà nữa cho nó ngon tê tái nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì
thì bây giờ á, là gà nó cũng sắp sửa chín rồi ha. Ok, thì bây giờ các bạn bỏ vô giùm cho mình cà. Rồi bây giờ các bạn bỏ vô giùm cho mình lá giang vô luôn nha các bạn. Thì các bạn nhớ nha, khi các bạn mua lá giang này về, các bạn phải lấy kéo cắt ra làm ba ha, làm ba làm tư gì cũng được, các bạn đừng có để nguyên lá nha. Bây giờ là quá thơm luôn rồi. Ok, bây giờ các bạn nêm giùm cho mình nha. Đây là đường nha các bạn. Thì cái canh chua này các bạn sử dụng đường khá khá chút xíu nha, cho cái vị nó chua mà ngọt, nó cho nó đậm đà nha. Còn đây là các bạn làm thêm bột me, là bởi vì á, cái lá giang cái độ chua của nó chưa có đủ nha các bạn, cho nên các bạn phải sử dụng thêm cái bột me. Các bạn ơi, thì bây giờ các bạn cho mình xin một chút xíu nước mắm nha. Rồi các bạn thêm đường hồi nãy nêm mà chưa có đủ đô nha các bạn. Rồi các bạn cho xin một chút thêm bột me vô nữa. Canh chua đó thì các bạn phải nêm cho nó chua, vừa chua mà vừa ngọt ha, cho nó nêm hết cho nó đậm đà lên, là húp tới đâu là chảy tới đâu là biết tới đó đó, thì lúc đó là nó mới đúng của nó là cái canh chua. Ok các bạn ơi, bây giờ cái nồi lẩu của mình nó đã chín rồi. Thì trước khi mà các bạn cho ra thì các bạn đây, các bạn mua cái loại nấm rơm này, nấm này là nấm rơm tươi nha các bạn. Thì các bạn xào cho nó qua tỏi cho nó thơm. Hai cái nấm này rất là ngọt nha các bạn. Nó thì xong rồi các bạn bỏ vô trong một cái nồi lẩu gà lá giang. Đó, nó coi như là tê tái luôn nha các bạn. Đó, lẩu gà lá giang cộng với lại nấm rơm tươi. Cái nấm rơm này nó ngọt lắm nha các bạn. Ok, rồi thì bây giờ các bạn ok ha các bạn, rồi bây giờ các bạn cho nó ra. Lẩu thì bữa nay mình sẽ làm một cái món lẩu gà lá giang ha. Đó, cho các bạn xem chơi cho vui ha. Thì cái món này á, mình đã hoàn tất ha các bạn. Đó, thì mình làm tới đâu ha, thì mình cũng đã thưa với các bạn tới đó hết rồi ha, rất là chi tiết ha, từng giai đoạn một. Đó, thì cái lẩu gà lá giang cộng với lại nấm rơm ha, thì cái món này á, thì bữa nay mình sẽ ăn với bún. Ha, đây là cái bún này mình mới vừa trụng bún xong ha. Đó, đó thì đó, cái lẩu gà thơm phức luôn nha các bạn. Đó, lẩu gà lá giang ha, với lại nấm rơm. Ok ha, thì đó, vậy là chai nước mắm rất là thơm ngon. Các bạn nêm nếm cho tùy mỗi người, có mỗi cái khẩu vị khác nhau ha. Thì các bạn cứ nêm theo cái khẩu vị của các bạn. Nhưng mà cái canh chua đó thì các bạn phải nêm cho nó chua và ngọt, cho nó thật là đậm đà lên. Húp tới đâu, chạy tới đâu, biết tới đó đó, thì lúc đó là nó mới ngon được, nó mới thành công được. Đó, thì ok ha. Nó là như vậy.
Ok ha, thì bây giờ mình xin phép chào tạm biệt các bạn ha. Mình chúc cho các bạn được dồi dào sức khỏe ha, vạn sự như ý ha. Mình mong rằng các bạn sẽ nấu cái món này thành công ha. Ok, mình cảm ơn các bạn xem video ha. Ok, mình bye bye các bạn.